Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Sài Gòn TV. Dạ, mến chúc tất cả các bạn một đêm thật là bình an và hạnh phúc. Dạ, hiện tại bây giờ là 23 giờ các bạn. Mình đang có mặt ở ngã tư Cao Thắng với Nguyễn Đình Chiểu nè các bạn. Hôm nay mình mời cả nhà mình cùng theo chân mình đi một vòng Sài Gòn về đêm nha các bạn. Đi khám phá Sài Gòn và những cảm bẫy của Sài Gòn. Những bóng đêm của Sài Gòn các bạn. Ở đây hướng này là mình sẽ đi về bệnh viện Từ Dũ đó cả nhà. Hướng này mình đi một đoạn đó thì tới Nguyễn Thị Minh Khai, góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai đó rồi. Nguyễn Thị Minh Khai phía bên kia đó là bệnh viện Từ Dũ đó cả nhà. Đó, phía xa xa đó là bệnh viện Từ Dũ đó các bạn. Mình đi khám phá Sài Gòn vào đêm. Mình sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện về rất là thú vị về Sài Gòn các bạn. Tại sao mình biết nhiều về Sài Gòn vậy? Tại vì lúc trước là mình chạy xe ôm công nghệ, mình chạy đêm với các bạn, mình hay đi lẩn quẩn ở khúc những khách sạn cao cấp này các bạn, những khách sạn mà có rất là nhiều khách nước ngoài, khách nước ngoài người ta hay về đây, người ta lưu trú ở đây. Có nghĩa là những anh khách nước ngoài đó rất là thích những cô gái Việt Nam, cho nên là nhờ mình giới thiệu hay là tìm những cô gái Việt Nam cho mấy anh khách nước ngoài hay là những Việt kiều mình đây các bạn. Ở phía bên đây nè, mình đi dọc thẳng nước đoạn nó là sẽ tới đường Nguyễn Thị Xuân, Bùi Thị Xuân của quận nhất đó các bạn. Đường Bùi Thị Xuân đó là khu đó là đa số là khách nhận khách sạn 4 sao 5 sao để cho những khách nước ngoài mình về lưu trú đó các bạn. Cái đoạn đường Bùi Thị Xuân đó là đa số là khách sạn chỉ phục vụ cho khách nước ngoài về lưu trú ở đó các bạn. À, phía trước mình đây là bệnh viện Từ Dũ nè cả nhà. À, mình đi trên một đoạn vài trăm mét nữa là sẽ mình sẽ quẹo qua khu Bùi Thị Xuân đó các bạn. Khu Bùi Thị Xuân đây là những khách sạn lớn, có rất là nhiều em chân dài ở đó các bạn. Ở đây là một cái giống như một cái khu 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 đèn đỏ, mà đèn đỏ kính thôi. Những em chân dài không ra đứng đường hay là những gì như ở như bên quận 5 hay quận 10 đó cả nhà. Ở đây có mà những cái khách sạn A25, khách sạn A25 thì lúc trước có những em bên hãng hàng không của Việt Nam Airlines mình đi về đây phục vụ như những đại gia đó các bạn, nhưng mà đã bị chặn một lần rất là lớn các bạn. Bắt được rất là nhiều những em gái bên ngành hàng không thì phục vụ cho những anh khách nước ngoài một lần như vậy là đến vài chục ngàn đô đó cả nhà, rất là khủng khiếp luôn. Đây là đường Bùi Thị Xuân nè các bạn. Sài Gòn về đêm rất là lung linh luôn cả nhà. Đó, mình sẽ đi, đây là đoạn Bùi Thị Xuân của quận nhất các bạn. Đường Bùi Thị Xuân thì nó ngắn đó các bạn, nó từ ở khúc ở Nguyễn Thị Minh Khai ở thuốc ở trên Cống Quỳnh này sẽ đi xuống tới cách mạng tháng 8 chừng gần 500 mét là hết đoạn đường Bùi Thị Xuân này rồi cả nhà. Nhưng mà rất là nhiều khách sạn ở đây, khách sạn đa số là những khách sạn cao cấp, khách sạn 5 sao 4 sao các bạn. Đây những anh khách nước ngoài thì mình về đây là chỉ lưu trú ở đây vì khách sạn ở đây rất là sang trọng các bạn. Có những em chân dài phục vụ từ A tới Z mà ai mà không thích. Đó, mình sẽ đi thẳng về đây các bạn. Đó, mình sẽ đi đến cây xăng Bùi Thị Xuân này đấy nè. Mình đi một đoạn đó thôi là sẽ tới cách mạng tháng 8. Mình sẽ rẽ về một cái khu tẩm uất massage ở đường Lý Tự Trọng đó các bạn. Rồi mình sẽ mời cả nhà mình cùng theo chân mình đi xuống khu phố đèn đỏ Nhật, khu phố người Nhật, phố ở dưới đường Lê Thánh Tôn đó cả nhà. Đây, hôm nay mình sẽ mời cả nhà mình đi từ quận 3 đi về tới quận nhất luôn nha các bạn. Khám phá Sài Gòn mình về đêm có những gì nha các bạn. Sài Gòn về đêm rất là lung linh. À,
Đó, đây là đoạn trung tâm chính, đoạn chính của đường Bùi Thị Xuân đó cả nhà. Con thấy rất là sang trọng luôn. Đi một khúc nữa là sẽ tới hết đường Bùi Thị Xuân rồi cả nhà, tới cái khoảng tháng 8 rồi đó. Ở phía trước mặt mình đó là đường đường cách mạng tháng 8 đó cả nhà. Mình sẽ đi về vòng xoay ngã sáu của cách mạng tháng 8, rồi mình quẹo xuống ngã sáu Phù Đổng đó. Mình sẽ quẹo xuống đường Phù Tổng Úc xa ở đường Đức Tự Trọng nha cả nhà. Ở đường Đức Tự Trọng mình có rất là nhiều khu Tổng Úc, tạo mức massage toàn diện cho những anh khách nước ngoài đó. Và mình sẽ đi đó, mình tại đây mình sẽ quẹo về đường cách mặt tháng 8 các bạn, quẹo nó cách mặt tháng 8. Đây là mình đã ra đường cách mặt tháng 8 rồi nè cả nhà. Đó xa xa mình ở phía trước đó là ngã sáu Phù Đổng đó các bạn. Sáu Phù Đổng rồi mình sẽ vẹo xuống khu Tổng Úc ở đường Lý Tự Trọng nha cả nhà. Khu Tổng Úc, khu massage toàn diện luôn á, massage sung sướng rồi cả nhà. Đây tới ngã sáu Phù Đổng rồi nè các bạn. Những gì ở đâu không có thì Sài Gòn nó sẽ có tất cả các bạn. Sài Gòn thì nó hội tụ tất cả những gì từ văn hóa ẩm thực tới tất cả cái gì cũng có đó các bạn. Ở đây là ngã sáu Phù Đổng đó các bạn. Phía xa xa bên kia là khách sạn New World đó cả nhà, sạn 5 sao lớn nhất Sài Gòn mình. À đây mình đã đi vào đường Lý Tự Trọng rồi đó các bạn. Lý Tự Trọng, đoạn đầu của Lý Tự Trọng là rất là nhiều khu tẩm uất các bạn, khu tẩm uất massage body để phục vụ cho khách nước ngoài người ta về tắm thư giãn đó các bạn. Này ở đầu đường này rất là nhiều quán luôn các bạn. Cái này mình đi một đoạn nữa thì sẽ đi đến hết đường Lý Tự Trọng này, rồi mình sẽ băng qua đường Thái Văn Lung, đó là khu phố đèn đỏ người Nhật ở dưới nổi tiếng của Sài Gòn mình đó các bạn. Hôm nay mình sẽ mời cả nhà mình cùng theo chân mình đi về khu phố đèn đỏ ở Thái Văn Lung xem chị em mình sẽ hoạt động như thế nào nha cả nhà. Đó, Sài Gòn về đêm rất là lung linh, rất là huyền ảo các bạn. Trên này khuya rồi mà đường vẫn còn rất là đông đó các bạn. Ở bên quận 3 mình thì vắng, nhưng mình về tới quận nhất này thì nó đông lại đúng không các bạn? Mình về quận nhất này, chắc này đường nó đông. Ở đây là mình sẽ đi về hướng Vincom đó các bạn. Đường Lý Tự Trọng này đi một đoạn nó sẽ tới Vincom Đồng Khởi đó các nhà. Các bạn thấy không, dọc hai bên đường rất là nhiều quán tẩm uất, massage, body. Đó, ở đây là đường Thủ Khoa Quân đó các nhà, ngã ba Thủ Khoa Quân với Tự Trọng đó các bạn. Ngay góc ngã tư Thủ Khoa Quân với Tự Trọng này cũng có rất là nhiều máy bay như là những bướm đêm đứng ở đoạn này rất là nhiều, nhưng mà bây giờ vắng rồi. À,
mình sẽ đi thẳng về dưới đường Lý Tự Trọng, đi thẳng về khu đèn đỏ người Nhật luôn nha cả nhà. Đường Lý Tự Trọng hai bên quán xá rất là nhiều bạn, nó khúc này nó tối lắm bạn, mình đi tới đoạn này rất là tối. Đó, mình sẽ đi về một hồi nữa là sẽ một đoạn nữa là sẽ tới Vinh Cơm Đồng Khải đó các bạn. Ở phía bên đây là bảo tàng đó các nhà, bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh nè các bạn. Ở đây là góc ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Bắc ở Lý Tự Trọng với Bắc Tơ đó các bạn. Đây mình sẽ qua qua ngã tư Bắc Tơ luôn. Mình đi sẽ tới phía trước mình, đó là Vincom Đồng Khởi, trung tâm thương mại Vincom lớn nhất Sài Gòn mình đó cả nhà. Đó, đây là Vincom đó bạn, mình đã tới Vincom Đồng Khởi đó cả nhà, đây là góc ngã tư Đồng Khởi. Đi chừng vài trăm mét là tới đoạn đường Thái Văn Lung đó mà. Thái Văn Lung đó là khu phố đèn đỏ người Nhật cái nổi tiếng của Sài Gòn mình. Đây tới khu này, tới khúc đoạn ngã tư Hai Bà Trưng này nè cả nhà. Rất là nhiều xe Vinasin taxi giờ này bằng đêm nó hoạt động rất là nhiều các bạn. Đa số khu này là khách nước ngoài cho nên là Vinasin nó hoạt động rất là mạnh ở đoạn này nữa các bạn. Vinasin hãng taxi mà nó cũng bây giờ nó cũng đã lỗi thời rồi các bạn. Nó nhường chỗ lại cho những xe trên mạng, xe mẹ, xe công nghệ hết rồi các bạn. Không còn xe truyền thống này, nó bây giờ nó yếu dần. Như từ từ nó sẽ loại bỏ hết đó các bạn, nó lỗi thời. Đây là mình tới như đường Thái Văn Lung mình nè cả nhà. Đây là mình sẽ quẹo qua đường Thái Văn Lung, phía bên đây là bệnh viện Nhi Đồng đó các bạn, Nhi Đồng 2 đó các bạn. Đây là các bạn, mình đã tới khu đèn đỏ người Nhật rồi đó cả nhà. Đây hầu như là cái gì cũng có rồi, rất là khủng khiếp, rất là kinh khủng, khu đèn đỏ này rất là nổi tiếng của Sài Gòn mình luôn đó các bạn. Trời, mình mời cả nhà mình cùng tham quan đi các bạn, nóng chừng mình đi sẽ quay vòng 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 hay cho cả nhà mình cùng theo dõi nha.